Thiên Kim, Thiên Kim, cô đứng lại đó. Cô đứng lại đó, cô đi đâu, cô làm gì vậy? Dì Tư, con chỉ dọn dẹp giúp anh Đăng Duy thôi mà. Hả? Con không có đụng chạm gì tới đồ đạc của ảnh đâu. Trời, dì Tư ơi, đừng có lo. Tôi nói cho cô nghe, vấn đề là không phải đụng chạm gì hết. Nhưng mà Đăng Duy á, nó ra lệnh rồi, không có ai được vô trong căn nhà đó hết. Nó cấm tất cả mọi người, ngay cả tôi với mẹ nó còn không được vô nữa mà. Nếu mà nó chưa cho phép á, là không có được vô đâu. Với con, có khi ảnh sẽ khách sáo hơn. Dì Tư an tâm đi, ảnh có la thì con chịu trách nhiệm. Tôi nói thôi, không có được đâu. Được mà. Cô đưa đây. Trời ơi, tôi nói Đăng Duy nó đang buồn, cô đừng có làm cho nó buồn thêm nữa. Đưa không đây sao tôi. Đâu đưa đây. Chị Tư. Dạ, mợ. Bác. Dạ, mợ chủ. Có chuyện gì vậy? Bác, con muốn vô trọng dọn dẹp giúp anh Đăng Duy á, vậy mà chị Tư cứ cản hoài. Bác nói chị Tư một tiếng giùm con đi. Con không thấy là cửa khóa rồi sao? Con trời tìm ơi, thấy ở trong phòng anh Đăng Duy, chắc chắn là chìa khóa mở được cái nhà này. Đăng Duy á, nó đã không thích người khác tự tiện vô phòng nó rồi lục lạo đồ đạc của nó, mà cô lại đưa đây cho tôi. Vì tôi quên hả? Con là thư ký riêng của anh Đăng Duy nè, là bạn thân từ nhỏ của anh Đăng Duy nữa, là cổ đông lớn của công ty nè. Tương lai con có thể là một người rất là quan trọng với anh Đăng Duy nữa. Chắc chắn cái chuyện mà lo chu toàn hết mọi thứ cho anh Đăng Duy á là bổn phận của con mà. Thiên Kim nó muốn vậy thì cứ để cổ thử coi làm sao. Biết đâu nhờ vậy Đăng Duy từ nay nó không có trốn trong nó nữa. Vậy con thử nha bác. Cô định làm gì đó? Đăng Duy. Đăng Duy. Anh, em định vô trọng á, dọn dẹp giúp anh thôi mà. Dì Tư đưa chìa khóa cho cổ hả? Không, dì Tư không có đưa. Là em á, em tìm thấy trong phòng của anh á. Cô đi về đi, từ nay đừng bao giờ tới nhà tôi nữa. Anh Duy. Thôi con, Thiền Kim nó có lòng tốt muốn giúp con. Con không đồng ý thì nói cho cổ biết là được rồi. Đừng có nặng lời với cổ như vậy. Cô không biết giới hạn của mình là ở đâu sao? Ai cho phép cô tự tiện vào phòng của tôi vậy? Nhà tôi đâu có thiếu người dọn dẹp. Ai mượn cô làm những chuyện này? Từ nay chưa có lệnh của con, không ai được mở cửa cho cổ vào. Đó, tôi nói cô rồi mà. Thôi, con đừng có giận nó. Ảnh đổi á thì con về. Từ nay trở đi con không tới đây nữa đâu. Đăng Duy nó cất giữ cái gì ở trong đó mà bí mật vậy chứ? Quan tâm không biết cảm ơn thì thôi, còn làm ra vẻ nữa. Anh tưởng mình cao giá lắm hay sao, dám đuổi tôi. Lại nữa rồi. Alo.
hỏi giùm tôi đi. Qua đó đi em. Nếu mà em thích á thì lần sau đi với anh nữa nha. Overnight luôn. Tôi biết ngay mà. Được đằng chân là lưng đằng đầu à. Cái gì mà được đằng chân lưng đằng đầu? Em nghĩ đi đâu vậy? Chứ gì nữa. Nhóm của tụi anh á cũng thường xuyên rủ nhau đi cắm trại qua đêm, ngắm bình minh trên sông á rồi mới trở về thành phố. Tại em không biết đó thôi. Cái cảm giác mà ngắm bình minh á nó đẹp lắm. Hôm nào á đi theo anh nha. Còn tùy. Em đang có chuyện bực mình đúng không? Ờ, thì hồi nãy tôi bực mình. Nhưng mà bây giờ thì thoải mái hơn rồi. Anh giỏi giúp người khác thay đổi tâm trạng lắm. Nhưng mà bản thân của anh lại không giúp. Ý của em muốn nói là... là Đặng Duy hả? Ừ. Cái ca đó là anh bó tay rồi. Nè, Thiên Kim, em còn bực mình không? Vậy bây giờ em làm theo cách của anh ha, nhé. Em làm theo anh, bảo đảm sảng khoái liền lập tức. Để tôi thử ha. Ừ. Sao ít vậy? La lớn một hơi dài lên, nhanh lên. Nữa đi. Tiếp đi. Thoải mái thiệt á. Tính ra kêu con vô ăn cơm. Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút chứ con. Còn nữa, mẹ thấy Thiên Kim nó thật lòng quan tâm tới con. Con cũng đừng mà để... Mẹ cứ kệ cổ đi. À còn nữa, con không muốn bất kỳ ai bước vô căn nhà này. Mẹ lưu ý giùm con điều đó nha. Cái thằng, bữa nay sao nói chuyện với mẹ vậy hả con? Cậu là người có năng lực lẫn tham vọng. Điểm này cậu rất giống tôi. Cái dự án Vina House đó, nếu mà cậu giúp tôi lấy được thì cái ghế phó chủ tịch tập đoàn thành công
sẽ thuộc về cậu. Bất cứ thành công nào đều cũng phải trả giá. Thành công càng lớn, cái giá phải trả thì càng cao. Người làm việc lớn thì không câu nệ những tình tiết nhỏ. Để chiến thắng trong canh bạc này, còn có thể hy sinh một số thứ. Đúng. Có thành công nào mà không phải hy sinh? Liên tiếp bị hai đòn chí mạng giáng xuống đầu mà Đăng Duy vẫn còn tỉnh táo để điều hành công ty, như vậy là mạnh mẽ lắm rồi. Biểu cậu ấy bình thường á, nhưng không có chuyện gì xảy ra là điều không tưởng. Nhưng bây giờ anh ấy là trụ cột của gia đình. Ở nhà anh ấy mẹ thì quá hiền, còn em gái thì có vấn đề thần kinh nữa. Mọi người sẽ sống ra sao nếu như anh Duy xảy ra chuyện chứ? Nhưng mà Đăng Duy á, cần thời gian để mà cân bằng lại mọi thứ. Nếu mà em thật sự quan tâm tới Đăng Duy á, thì giúp cậu ấy thật tốt mọi việc ở công ty đi, chứ đừng nghĩ tới chuyện khác nữa. Đăng Duy chưa thể mở lòng với bất kỳ ai trong lúc này đâu. Thì ra mục đích của anh rủ tôi đi chơi là để nói những lời này hả? Anh không muốn tôi bên cạnh anh Đăng Duy đúng không? Sao em vô lý quá vậy? Anh nói như vậy á là chỉ muốn tốt cho em thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh à, nhưng mà tôi đâu phải là đứa ngu mà không biết anh đang sợ điều gì chứ. Anh sợ gì? Em nói anh nghe thử coi. Anh biết chính thời gian này anh Đăng Duy đang cảm thấy cô đơn nhất, buồn bã nhất. Nếu tôi ở gần, anh ấy sẽ rất dễ dàng ngả lòng với tôi. Vì vậy anh làm bộ diện lý do vì tôi nè, vì anh Đăng Duy nè, rồi ngăn cản tôi đến gần anh Duy chứ gì. Em nói chuyện nghe buồn cười thiệt luôn á. Có gì đâu buồn cười. Trước giờ Đăng Duy luôn khen em là một cô trợ lý năng động và có tài, vậy mà trong chuyện tình cảm xem lại hồ đồ quá vậy. Anh tưởng tôi không biết hả? Nếu mà em biết thì em sẽ không cư xử tới mức Đăng Duy cấm cửa không cho phép em tới nhà. Anh ấy cấm tôi được mấy ngày chứ? Để rồi anh coi, anh ấy sẽ phải đích thân xin lỗi tôi thôi. Em tự tin quá rồi đó. Là người bên cạnh Đăng Duy, không lẽ em còn không biết tánh tình của cậu ta sao? Tôi biết, tôi biết rất rõ, nữa là đằng khác á. Với anh Đăng Duy, lợi ích của công ty là trên hết. Chính vì vậy tôi tin anh ấy sẽ phải xin lỗi tôi thôi. Vậy sao? Gì vậy? Gì nữa? Anh nói cho em biết, Đăng Duy chỉ cần em cho công việc thôi. Em biết rõ điều đó mà, đúng không? Tôi biết, nhưng mà đó là hiện nay. Còn ngày mai, ngày kia nữa, có thể anh ấy còn cần tôi cho nhiều khía cạnh khác nữa thì sao? Chắc anh cũng biết, đàn ông thông minh ai lại không muốn cưới một người vợ có thể san sẻ mọi công việc với mình, có thể giúp mình thăng tiến hơn nè, có thể giúp mình phát triển sự nghiệp, có đúng không? Thì ra cái chết của Khánh Băng là cơ hội tốt cho em sao? Đương nhiên. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là tôi không có thương xót cho cổ. Nếu mà được ở bên cạnh Đăng Duy, tôi tin
mình sẽ làm tốt hơn Khánh Băng nhiều. Khánh Băng ở trên trời chắc cũng hiểu điều đó. Em. Trời ơi, thơm quá trời luôn á. Em bắt chước Trạng Quỳnh nấu món mầm đá cho anh nè. Đi, đi xuống ăn. Em ngồi xuống đây. Em thấy hình như em có chuyện phải lo nghĩ hay sao á. Sắp tới chắc anh không thể gặp em thường xuyên được nữa. Em phải tự chăm sóc mình. Chị đừng buồn, đừng giận anh nghe. Ủa, anh đi công tác xa hay sao? Không, nhìn sắp bước vào một cuộc chiến khốc liệt. Anh nói gì nghe ghê quá nhờ. Nếu lần này thành công là coi như anh đạt được mục tiêu. Đầu năm sau anh có thể dành cho em một lễ cưới thật lãng mạn, thật hoành tráng bên bờ biển như em mong muốn. Anh nói gì ạ? Em thấy anh là người có tài. Thành Công cũng là một tập đoàn lớn có tên tuổi. Mà sao lần này em thấy chưa ra trận mà anh đã mất lòng tin rồi. Anh luôn tin vào thực lực cũng như tiềm năng của Thành Công. Nếu như cạnh tranh công bằng, khả năng thắng thầu của Thành Công là rất lớn. Nhưng lần này... Sao hả anh? Em không hiểu đâu. Để đạt được mục đích, người ta sẵn sàng giữ đủ chiêu trò bẩn thỉu và tàn độc. Người làm ăn chính trực, khó mà đối đầu lại họ. Đối thủ chính của Thành Công lần này là công ty nào vậy anh? Chính là tập đoàn Phát Đạt. Ồ, tập đoàn này cũng có tiếng lắm nè. Nhiều lần em thấy trên báo á. Đúng vậy. Hiện nay tập đoàn Phát Đạt đang đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Nhưng em có biết, để bước lên vị trí đó, họ đã làm những gì không? Chủ tịch tập đoàn Phát Đạt trước kia từng được mệnh danh là con sói già trong ngành xây dựng. Ông ta vô cùng xảo quyệt và tàn độc. Hiện nay thì con trai của ông ta đã lên thế chỗ. Mà tên này thì... Mà thôi, dù có thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức. Phải chi em có thể giúp được gì cho anh thì tốt biết mấy. Em nói thiệt không? Nếu em giúp được cho anh, em có chịu giúp không? Em sẽ giúp chứ. Anh không tin em hả? Em nói thiệt mà. Giúp được gì cho anh làm rất sẵn lòng. Chỉ tiếc là em đâu có làm được gì đâu. Biết được tấm lòng của em dành cho anh như vậy là anh vui lắm rồi. Anh, em có điều này muốn nói. Em nói đi. Em đã nộp đơn xin việc cho mấy công ty á. Trưa ngày mai em sẽ đi phỏng vấn. Anh đã nói với em rồi, việc làm của em cứ để anh sắp xếp. Tại vì em không muốn anh phải bận lòng. Nhất là những lúc anh đang căng thẳng như vậy, em càng không muốn. Em đừng lo, cứ nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Đầu tháng sau em sẽ vào công ty Thành Công làm việc. Nhưng mà anh à. Nè, không được cãi lời anh. Bây giờ anh đói bụng rồi, mình vô ăn cơm thôi. Miên Ngọc. Miên Ngọc. Em sao vậy? Hả? Sao? Sao em lại nằm ở đây khóc? Anh hai. Ngoan, nói cho anh hai biết tại sao em lại khóc. Có ai ức hiếp gì em không? Mà nói cho anh hai nghe đi. Không có ai hết. Không có ai ức hiếp em hết. Vậy sao giờ này em còn chưa ngủ mà xuống đây nằm khóc? Hay là em có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Em nhớ mà.
chị Khánh bằng. Em cũng nhớ mẹ nữa, mà em chờ hoài, chờ hoài không thấy ai dẫn em lên trời để gặp ba mẹ hết. Anh hai ơi, khi nào em mới được lên trời hả anh hai? Mỹ Ngọc của anh hai ngoan lắm, Mỹ Ngọc sẽ không khóc nữa, đúng không em? Em đâu có muốn khóc đâu, mà nước mắt của em nó cứ chảy ra hoài à. Anh hai cũng rất nhớ ba mẹ, nhớ chị Khánh Băng. Cả nhà mình ai cũng nhớ hết à. Nhưng mà em thấy đó, bây giờ đâu có ai khóc nữa đâu, đúng không? Nhưng mà anh hai biết, anh hai hiểu mà. Bây giờ nghe lời anh hai, từ bây giờ mỗi khi nhớ tới ba mẹ, nhớ tới chị Khánh Băng, em phải nghĩ coi có chuyện gì vui để kể cho ba mẹ với chị Khánh Băng nghe. Như vậy á thì mọi người sẽ vui. Còn em mà cứ khóc như vậy á, ba mẹ, chị Khánh Băng, ai cũng sẽ buồn, sẽ khóc. Em có muốn như vậy không? Bây giờ anh hai dẫn em lên phòng ngủ nha. Dạ. Ngoan. Em không hiểu đâu, để đạt được mục đích, người ta sẵn sàng giơ đủ chiêu trò bẩn thỉu và tàn độc. Người làm ăn chính trực khó mà đối đầu lại họ. Chán thiệt chứ, mình thiệt là vô dụng. Mình biết phải làm gì để giúp anh bây giờ. Trời ơi, Thanh Vân. Anh dậy rồi hả? Em qua từ khi nào vậy? Anh ngồi xuống đây, em qua từ sáng sớm đó. Ngồi xuống đây, ngồi xuống ăn sáng nè anh. Em làm đây nè. Nhưng mà tới giờ phải vô công ty rồi. Anh ngồi xuống chút xíu, đâu có tốn thời gian đâu mà. Ngồi xuống đi, cần nữa. Anh sắp trễ giờ rồi đó. Không có trễ đâu mà, anh ăn xong còn phải uống cà phê em pha rồi mới đi làm được. Ăn đi anh. Trời ơi, làm gì em bài tùm lum hết vậy? Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ tới đây dọn dẹp rồi nấu cơm cho anh ăn. Em không cần phải vất vả gì đâu. Chứ em nghĩ hoài, không biết làm gì để giúp được anh. Cuối cùng em đã nghĩ ra, không giúp được anh trong công việc thì em sẽ chăm lo cho sức khỏe của anh, để anh đủ sức khỏe mà chiến đấu. Ăn đi anh, ăn đi. Ăn ngon đi. Anh ăn thử coi, em làm món này có ngon không? Em bỏ dao xuống thành mới ăn được. Ăn đi, em nấu hết. Ngon không anh? Ngon không? Ngon lắm. Dạ, thưa chủ tịch cần gì ạ? Gọi cô Thiên Kim vô phòng tôi ngay. Dạ thưa chủ tịch, chị Thiên Kim hôm nay nghỉ bệnh rồi ạ. Cái gì? Chị Thiên Kim nghỉ bệnh rồi chủ tịch. Thôi được rồi. Dạ. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng viết do thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận.
Mời vào. Thưa giám đốc, chiều nay 3 giờ anh có cuộc họp với phòng marketing, 5 giờ thì có cuộc họp chiến lược, còn bản ngân sách xây dựng dành cho quý 3, chủ tịch đang chờ anh trình lên. Giờ họp thì tôi biết rồi, không cần phải nhắc lại. Vậy còn bản xây dựng ngân sách dành cho quý 3? Tôi cũng xong ngay đây. Cô anh cho tôi số tài liệu lúc nãy. Dạ. Anh còn căn dặn em gì nữa không? Không, cảm ơn cô. Dạ. Ba, mẹ, con xin ba mẹ phù hộ cho Mỹ Ngọc luôn khỏe mạnh và phù hộ cho con có thêm nghị lực. Khánh Băng à, anh không biết bắt đầu từ đâu để làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Anh sẽ không để kẻ hại chết em được nhỡ nhơ ngoài dòng pháp luật đâu. Khánh Băng ơi, để coi có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi. Cái gì? Chỉ gọi một lần duy nhất thôi hả? Mình nghỉ phép giữa lúc công việc đang rối ren mà chỉ gọi có một cuộc thôi. Được rồi, để coi ai lì hơn ai. Muốn đuổi em á không dễ, mà để lại không đành chứ gì. Em có đủ kiên nhẫn ở nhà chờ anh tới năn nỉ để đón em về công ty? Em có đủ kiên nhẫn mà, không sao.
mà. Ôi đừng có chết, đừng có chết, đừng có chết. Nếu là mình ở trong hoàn cảnh đó, mình có dám nhào ra để hướng viên đạn không? Hy sinh như vậy cũng xứng đáng mà. Không phải nam chính đã từng cứu nữ chính khỏi bọn buôn người hay sao? Nếu mình ở vào hoàn cảnh đó, chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Vậy mà giờ đây mình lại ăn no ngủ kỹ. Vậy mà người mình yêu có ơn với mình ngày đêm vất vả. Mình không giúp được gì cho anh hết, trái lại còn khiến anh phải bận lòng nữa chứ. Vậy mà mới đây đã ngủ. Anh xin lỗi em, anh ngủ quên, anh hư quá. Em làm anh thức giấc rồi. Em thiệt là vô dụng mà, cái gì cũng không làm được. Anh phải dậy ăn cơm với em chứ, em đói bụng lắm rồi đúng không? Em thương anh quá. Nếu mà thương anh, từ đây về sau em đừng tới đây nữa. Anh làm việc ở công ty mà đầu óc anh cứ nghĩ về em ở nhà lủi thủi một mình, anh chịu không có nổi. Với lại em cũng nên chuẩn bị tinh thần, nếu như lần này anh thua, anh sẽ mất cái ghế giám đốc và phải làm lại từ đầu. Lúc đó em còn thương anh nữa không? Anh nói gì vậy anh? Cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng, em vẫn luôn yêu thương anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Nghe được câu nói này của em, anh vui lắm. Thôi, mình ăn cơm nha. Để anh. Để em. Để anh. Em để anh. Không sao, không sao. Nhất định anh sẽ thành công. Trời sẽ không phụ người hiền. Anh tốt bụng như vậy, làm ăn lương thiện như vậy, chắc chắn anh sẽ thành công.
Mẹ uống nước đi. Cảm ơn con. Sao rồi con? Con có dỗ được em nói chuyện với con chưa? Dạ chưa. Con đừng quá lo lắng. Hồi sáng mẹ đưa Mỹ Ngọc tới gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói tình trạng này là do tâm lý, có thể Mỹ Ngọc không thể chấp nhận được những mất mát vừa qua. Bác sĩ nói là chỉ cần chịu khó đưa con bé ra ngoài chơi, chuyện trò với con bé thường xuyên thì nó sẽ khỏi thôi. Bệnh mất trí nhớ của Mỹ Ngọc, trước khi bác sĩ cũng nói là tạm thời, từ từ rồi con bé sẽ nhớ lại. Nhưng cũng đã mười mấy năm rồi, có tiến triển gì đâu hả mẹ? Thì bác sĩ cũng chỉ chẩn đoán như vậy, mỗi người mỗi khác, rồi còn biến chứng này nọ nữa. Nhưng không lẽ Mỹ Ngọc của chúng ta lại xui xẻo đến như vậy hay sao? Thôi, ráng vài bữa nữa coi sao nha con. Trời đất ơi, thiệt vậy luôn hả? Ôi, có gạt tôi không vậy? Trời, thích quá à. Một chậu kem thì một chậu kem, hai chậu kem luôn cũng được. Cảm ơn nha. Bye bye. Yeah, thích quá à. Anh em. Anh tới rồi, em mừng quá à. Anh nhớ em quá nên tranh thủ thời gian qua thăm em một chút mới được. Ủa mà sao trời tối rồi em để cửa nẻo tan quan như thế này, em không sợ cái gian hả? Em quên, em sống ở quê yên bình quen rồi, khu nhà trọ trước kia của em cũng an ninh nữa. Nhưng mà em hứa với anh là từ nay em sẽ khóa cửa thiệt là cẩn thận. Nếu như kẻ gian á vô trong nhà lấy cái gì cũng không sao. Hả? Nhưng nếu mà lỡ lấy mất người yêu của anh á thì không sống với anh đâu. Em định một chút xíu nữa là em gọi điện cho anh á. Có chuyện gì hả em? Em sẽ đi làm. Em đi làm? Đầu tuần tới phỏng vấn rồi em sẽ đi làm luôn. Đây là công ty gia đình của đứa bạn em, cho nên chắc chắn là sẽ được nhận. Anh đã nói là em ở nhà nghỉ ngơi đi, tháng sau sẽ vào công ty của anh làm. Em không tin tưởng vào lời hứa của anh hả? Không phải là em không tin anh, nhưng mà em không muốn là anh phải vướng bận em trong thời gian này. Mà em cũng đâu thể nào ngỏ không hoài như vậy được. Cho nên anh cứ để em đi làm ở ngoài đi. Em đi làm ở ngoài một thời gian, coi như là em sẽ tích lũy kinh nghiệm. Một thời gian sau em sẽ về thành công. Khi đó em có năng lực rồi, em sẽ giúp anh được phần nào. Chứ bây giờ em... Em thật lòng muốn giúp đỡ anh sao? Đương nhiên rồi. Em thấy anh ngày đêm vùi đầu vô công việc đến quên ăn quên ngủ, em xót ruột lắm. Nếu có thể giúp được gì cho anh, em không có nề hà đâu. Vậy có chuyện này em giúp cho anh nha. Nếu có sự giúp đỡ của em lúc này, khả năng chiến thắng của anh rất cao. Em hả? Ừ. Em có thể giúp anh chiến thắng sao? Ừ. Anh chọc em nha. Thấy em gà mờ rồi cứ chọc em hoài, thấy ghét. Là thật, anh nói nghiêm túc đó. Nếu em đồng ý giúp anh, vai trò lần này của em không nhỏ chút nào. Em không tin hả? Em... Vậy... mình kiếm chỗ nào nói chuyện được không? Cảm ơn em. Anh nghe Đăng Duy nói là em bị bệnh, cho nên anh ghé qua thăm em. Nhưng mà nhìn em đâu có vẻ như là không khỏe đâu. Có thể thân xác của tôi bình thường, nhưng mà tâm hồn của tôi đang bị tổn thương. Mà anh cũng biết rồi đó, việc điều trị cho tâm hồn vốn khó khăn hơn là điều trị cho thể xác. Thì ra là như vậy, anh hiểu rồi. Chỉ là em đang chờ bác sĩ tới để điều trị cho tâm hồn của em đúng không? Anh biết,
anh không phải là bác sĩ, không thể giúp em xoa dịu tổn thương trong tâm hồn. Nhưng mà anh có thể giúp em xoa dịu tổn thương dạ dày đó. Hay là bây giờ anh với em á tìm gì để ăn đi, để em có sức mà chờ bác sĩ tới. Được thôi. Nhưng vẫn là lời cảnh báo cũ. Tôi đi ăn với anh không có nghĩa tôi đón nhận tình cảm của anh đâu nha. Em cứ yên tâm đi. Tuy anh rất có tình cảm với em, và anh cũng từng mong muốn là người đàn ông được em dựa dẫm, nhưng mà bây giờ anh đã hiểu rõ tiêu chuẩn mà người đàn ông được em lựa chọn gửi gắm, cho nên anh không có dạy gì trở thành kẻ quấy rối trước mặt em nữa. Vậy thì quá tốt. Từ nay tôi với anh có thể thoải mái làm bạn với nhau rồi. Ok. Anh chờ tôi một chút nha, tôi lên thay đồ nhanh lắm. Cái nhà bự thiệt. Đúng là nhà của ông trùm bất động sản có khác. À, không được, mình phải làm như không biết gì hết. Cô kia, à, làm gì lấp ló nhà người ta vậy? À, nhà của anh hả? Ừ. À, à, anh là cái người vô cảm tôi gặp hôm bữa. Cô tới đây làm gì? Cô muốn đền cái áo cho tôi hả? Tôi không cần đâu, cô đi về đi. À, không, anh ơi. Ngày hôm nay tôi tới đây tôi muốn xin việc á. Tôi đã nói là không cần rồi, cô đi về đi. Khoan, tôi chưa nói hết mà. Tôi chưa nói xong mà. Anh gì ơi, anh ôi, mất lịch sự quá vậy. Dì ơi, dì. Hả? Cô, là cô. Sao cô biết dì cháu tôi ở đây mà cô tới tận đây để làm gì vậy hả? Trời đất ơi, sao toàn gặp quan gia không vậy nè? Cái nhà này toàn người khó ưa. Nè, cô kia, tôi nói cô có nghe không? Nếu cô không muốn phiền phức thì cô đi đi, cô đi về đi. Ở đây đâu có ai quen biết cô đâu, đi về đi. Dì ơi, dì. Dì hiểu lầm con rồi. Dạ, còn tới đây để xin việc làm á gì? Hả? Xin việc làm? Ở đây đâu có cần người làm đâu, cô đi chỗ khác mà xin đi. Ủa gì kỳ vậy? Dì ơi, con mới thấy thông báo tuyển người là con tới liền. Bộ có người tới sớm hơn con hả dì? Tôi nói cô có nghe không? Cái gì mà thông báo tuyển người? Thông báo nào, ở đâu, hồi nào? Dạ, ở đây nè dì. Dì coi, ở đầu trang luôn. Dì coi có phải địa chỉ nhà mình ở đây không? Cần người chăm sóc bệnh nhân. Nhà này đâu có ai đâu, bệnh gì đâu ta. Nè cô. Dạ. Tôi nói cho cô một lần nữa là ở đây không có nhu cầu tuyển người. Cô đi về đi. Đi về đi. Ở đây không có nhu cầu tuyển người đâu. Lằng nhằng hoài hả? Có chuyện gì vậy chị Tư? Dạ, mời chủ. Chuyện gì vậy? Mời chủ. Không biết sao mà trên báo có cái thông... có cái thông tin là tuyển người rồi giúp việc nhà, đau bệnh rồi nuôi đau bệnh gì đó. Bởi tôi nói nhà mình không có cần, rồi tôi đuổi cổ về mà cổ cứ lằng nhằng hoài mở chủ. Thông tin đó là tôi đăng đó. Dạ. Bác ơi, bộ nhà của bác ở đây hả bác? Là con đó hả? Dạ. Mở chủ, bộ mở chủ có quen với cô này hả? Ừ. Thần kỳ thiệt luôn á bác. Ôi, con không ngờ trong cái nhà này con biết tới 3 người luôn á. Ờ không, tới 4 người lận luôn á bác. Trời ơi, thiệt là thần kỳ mà. Thôi được rồi, vô nhà đi rồi nói tiếp. Dạ. Đi.
Vô đi. Dạ. Thiệt là kỳ lạ. Vô đây nè con. Dạ. Mẹ, ai để cho cô này vô nhà vậy? Chị Tư. À con. Sao lại mở cửa cho người lạ vô nhà vậy? Là mẹ. Mẹ biểu chị Tư mở cửa đó. Mẹ, sao mẹ lại cho người lạ vô nhà? Đăng Duy à. Đăng Duy, chính cô gái này lần trước á. Lần trước? Có lần trước nữa sao? Đúng rồi. Lần trước cô ta làm gì hả chị Tư? Hôm lần trước á, chị Tư dẫn Mỹ Ngọc đi siêu thị. Chính cô ta dụ dỗ Mỹ Ngọc đi theo cổ đó. Không có, chỉ là tôi thấy cô bé khóc cho nên tôi tới tôi giúp thôi. Vậy sao dì không hỏi đầu đuôi câu chuyện, lại gán cho con cái tội là dụ dỗ người khác? Dì cứ hỏi cô bé ấy là biết chứ gì. Nhà này không có chào đón cô. Cô đi về đi. Đăng Duy, là mẹ mời cô ấy tới đó. Là mẹ? Ừ. Em ước gì em có phép màu. Em sẽ tiêu diệt hết bọn xấu xa để bảo vệ những người lương thiện như anh. Em nói thiệt đó, em sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho anh. Em sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng thật lòng, em vẫn luôn hy vọng là người đó không làm điều gì khuất tất. Mọi chuyện chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng nếu người đó có ý đồ xấu, muốn hãm hại anh, em nhất định sẽ không tha cho họ. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh tin em. Con cũng thấy rồi đó. Những ngày qua tâm trạng của Mỹ Ngọc trầm uất như vậy. Cần có người cùng trang lứa cận kề vui chơi với nó. Chứ suốt ngày ở bên cạnh hai bà già, mẹ sợ tinh thần của Mỹ Ngọc ngày càng tệ hơn. Chính vì vậy mẹ mới cho đăng báo tuyển người chăm sóc trẻ con. Sao chuyện này cô không nghe mẹ nói tới? Con đang bận trăm công ngàn việc, sao mẹ lại làm phiền con bởi mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà như vậy? Bác coi, con thấy rõ ràng thông tin đăng trên báo mới tới xin việc làm. Vậy mà dì với ảnh cứ làm như con là kẻ xấu. Con cố tình vô đây để cướp của và giết người gì hay sao? Là lỗi của bác, con đừng có giận nghe. Đăng Duy à, là lỗi của mẹ. Mẹ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ cho nên không có bàn trước với con. Nhìn con dễ thương, vui vẻ hoạt bát, lại có duyên gặp Mỹ Ngọc nhà bác tới 2 lần. Bác sẽ nhận con vô làm. Dạ con cảm ơn bác. Giấy tờ tùy thân. Cô bị điếc hả? Cậu chủ biểu cô đưa giấy tờ tùy thân, cô có nghe không? Bộ không có hả? Ủa, à thì ra là anh ấy đang nói chuyện với con hả gì? Vậy chứ nói ai? Anh nói với tôi hả? Ở đây tôi còn nói với ai khác ngoài cô hả? Ồ, anh nói trống không? Ai mà biết được anh đang nói với ai? Tôi là công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự, luật giao thông chưa hề vi phạm. Thẻ sinh viên. Cô là sinh viên hả? Cái này tôi đưa lộn. Tôi không còn là sinh viên vì tôi đã học xong rồi. Tôi đang trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp.
đã tốt nghiệp đại học sẽ không đi làm đàng hoàng mà lại tới đây xin chăm sóc người bệnh. Ủa, bộ chăm sóc người bệnh là việc làm không đàng hoàng sao? Cô, ý cô Đăng Duy là sao con không tìm việc làm đúng với chuyên môn mà con đã học? Cô vô nhà này với mục đích gì? Vì tiền. Tôi vô đây xin việc là vì tiền. Đơn giản vậy thôi mà anh cũng không biết sao. Nè cô kia, cô đừng có trả treo nữa. Cô hiểu cậu chủ muốn hỏi cái gì mà. Thì anh cũng biết đó, với một đứa mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào giống như tôi, nếu xin vào làm ở một công ty may mắn lắm thì lương cũng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, hết chi phí tiền nhà, ăn uống, xe cộ, mỗi tháng không dư được đồng nào. Mà tôi thì lại rất cần tiền trong lúc này. Mẹ tôi vừa mới mổ tim, cần rất là nhiều tiền. Bây giờ vẫn phải tiếp tục thuốc men bồi bổ. Nếu như bây giờ tìm việc đúng nghiệp vụ của mình, tôi e sẽ không lo cho mẹ được chu toàn. Trong khi đó nếu được làm ở đây, lương cũng tương đương sắp xỉ, mà lại được bao ăn bao ở, không tốn tiền đi lại. Tính ra cũng không tốt hơn sao? Nói nghe cũng phải. Còn thật là có hiếu. Đăng Duy à, Thanh Dân coi như là cũng có duyên với gia đình mình. Mà lúc gặp Thanh Dân, mẹ thấy Mỹ Ngọc vui lắm, nên mẹ nghĩ Thanh Dân là người thích hợp rồi. Vậy mẹ chính thức nhận Thanh Dân vô làm nha con. Con không đồng ý. Mợ chủ, tôi cũng vậy. Nhà có 3 người mà 2 người không đồng ý, như vậy có nghĩa là tôi không được chấp nhận. Vậy thì trả giấy tờ đây, tôi đi về. Chị đẹp, chị đẹp. Mỹ Ngọc. Chị đẹp ơi, chị đẹp. Chị đẹp tới chơi với em á hả? Chị vô đây ngồi chơi với em nè. Em nhớ chị lắm á. Bữa giờ em khỏe không? Dạ khỏe, em nhớ chị quá trời. Đăng Duy, vậy ý con sao? Tùy mẹ. Ê, anh trả giấy tờ cho tôi. Khi nào tới làm, nhớ nộp bản sao. Anh đứng lại đó. Có liền nè. Tôi là người luôn tuân thủ pháp luật, nên tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ theo đúng thủ tục. Nè, chị đẹp tới chơi với mình nè búp bê. Chào chị, chào chị. Cái thằng ôn dịch này cứ như là ma vậy đó. Thình lình hiện ra rồi thình lình biến mất. Nè, trước khi đi hay là về, cậu không báo với thằng anh một tiếng được sao? Bộ anh đối xử thân mật với thằng em không được hả? Nè, em thấy anh á, càng ngày á, thích làm bèm, y như mấy bà già lớn tuổi vậy. Anh biết thằng em này khủng tới cỡ nào mà. Mà nói trước cho anh biết, lỡ mà em nổi hứng bất tử á, không thực hiện được lời hứa, mất công có người chửi bới, mà thôi đi, đằng nào cũng bị chửi à. Đi hay ở lại á, tùy duyên thôi. Cũng may á, là cậu còn nhớ đường về nhà, còn nhớ được thằng anh này. Mọi thứ em đều nhớ hết, chỉ bị cái á, là mất chìa khóa nhà. Hồi nãy em kêu thợ tới sửa đó. Cái thằng này, tao chịu thua mày luôn đó. Có ngày tổ dân phố sẽ mời mày lên phường vì nghi ngờ mày cái tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nè, lúc đó đừng có kêu thằng anh này lên bảo lãnh về nghe chưa. Bảo lãnh làm gì? Em không muốn á, ông anh của em cực khổ, ở trên phường có người lo chăn cho ngủ, nhiều khi á còn sướng hơn ở đây nữa. Cái thằng này hết nói nổi với mày rồi. Cái thằng thứ gì càng ngày càng điên nặng hơn rồi. Điên mới là em trai của anh chứ. Trong thời gian qua mày chụp được gì rồi?
là trùng hợp hay cô ta cố tình tiếp cận gia đình mình từ trước? Cô ta vào nhà mình có ý đồ gì không? Nhưng nhìn cô ta không giống loại người gian xảo. Khánh Bằng ơi, những lúc như vậy anh cần em, anh cần lời khuyên của em. Nhưng điều đó là không thể. Anh sẽ thử coi sao. Anh cứ quyết định, và em luôn tin vào sự khôn ngoan của anh mà. Anh chỉ lo nhất là Mỹ Ngọc. Mất em rồi, không riêng gì anh, mà Mỹ Ngọc cũng rất đau buồn. Anh không biết phải làm sao để bù đắp những thiếu thốn mà Mỹ Ngọc phải gánh chịu. Nếu vậy, sao anh không để cho Mỹ Ngọc là người sẽ quyết định ai là người Mỹ Ngọc cần, ai là người có thể chia sẻ để giúp cho Mỹ Ngọc sống tốt hơn? Hãy thuận theo tự nhiên đi anh. Ở đây tôi còn nói với ai khác ngoài cô? Anh nói trống không? Ai mà biết được anh đang nói với ai? Tôi là công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự, chưa hề vi phạm luật lệ giao thông. Thẻ sinh viên? Cô là sinh viên à? À không, cái đó tôi đưa lộn. Tôi nói cho anh biết, tôi không còn là sinh viên. Tôi đã học xong rồi, và bây giờ đang trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp. Anh ta làm hùng hổ ghê lắm á. Trời ơi, còn đòi tống em ra khỏi cửa nữa chứ. Trời ơi, tới chừng mẹ của anh ta lên tiếng á, quê độ, anh ta cụp mắt xuống liền. Còn đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của em cho đỡ quê nữa. Em đâu có ngán, em là công dân tốt mà, bắt bẻ gì được em chứ. Công nhận hôm nay anh mới biết em hung dữ thiệt luôn á nghe. Nhưng mà thiệt thòi cho em quá, để em sống chung với một người như vậy, em có thấy phiền không? Không, em càng có động lực đó, anh tin không? Anh biết không, lúc mà mới nghe anh nói, em còn có hơi lăng tăng. Em còn hy vọng là mọi tin đồn về anh ta không có thiệt. Nhưng mà bây giờ, biết được anh ta là vị tân chủ tịch của tập đoàn Phát Đạt, em tin là những gì anh nói có cơ sở hẳn hoi. Tại sao? Vì em gặp anh ta rồi. Trước đây tình cờ gặp anh ta mấy lần rồi đó. Đúng là loại người vô cảm, hóng hách, rất là khó ưa luôn. Ê anh, mà cũng lạ lắm nha, em với mấy người trong nhà đó đều gặp qua hết rồi đó. Sao? Em nói là tất cả những người trong nhà đó em đã gặp rồi. Ừ. Anh thấy kỳ lạ không? Thần kỳ ghê luôn á. Thôi, thành phố này đâu có phải nhỏ đâu, sao mà em lại gặp họ chứ? Em nghĩ á, hay là ông trời sắp đặt cái nhiệm vụ nằm vùng này á, là an bài cho em. Cái gì mà nhiệm vụ nằm vùng an bài cho em? Chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà vậy cũng hay, em nhất định sẽ tìm được bằng chứng phạm tội của anh ta. Làm giàu bằng con đường bất chính mà còn làm ra vẻ ta đây coi thường người nghèo khó, em ghét. Đăng Duy là người không đơn giản, việc làm ăn khuất tất. Đương nhiên anh ta không đời nào để mọi thứ khơi khơi đó cho mình tìm. Cho nên muốn tìm được chứng cứ phạm tội của anh ta, em không nên hấp tấp vội vã. Chắc chắn là anh ta sẽ đề phòng em. Việc em cần làm trước tiên
là tạo được niềm tin với anh ta. Anh ta có tin tưởng em thì anh ta mới không đề phòng em. Lúc đó mới để lọt ra sơ hở. Nhưng mà anh ơi, vậy anh có chắc là có chứng cứ phạm tội trong nhà của anh ta không? Anh chắc chắn. Nhà là nơi anh ta dễ để lộ sơ hở nhiều nhất. Em chỉ cần chịu khó tạo được lòng tin ở anh ta, nhất định em sẽ làm được. Thông thường kế hoạch của họ sẽ lưu trữ hoặc cất giữ tài liệu ở trong nhà. Nhưng em dốt mi tính lắm. Em yên tâm, từng bước anh sẽ chỉ cho em. Trước khi em bắt đầu nhiệm vụ, anh sẽ đãi em một bữa. Bây giờ em nói đi, em thích ăn ở đâu, ăn món gì, anh sẽ chở em đi. Em không có thích đi ăn hàng quán gì đâu, em chỉ thích tự tay nấu cho anh thôi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, làm sao đi chợ mua đồ đấy? Anh đừng có lo, hồi chiều đi chợ em đã mua rồi, sơ chế hết rồi. Hồi nãy tới em đem bỏ vô tủ lạnh rồi đó, bây giờ chỉ cần bật lửa lên nấu là ăn thôi. Em giỏi quá Để em xuống nấu nha. Hả? Cho anh mượn điện thoại đi. Điện thoại em hả? Nè. Đợi em nghe. Sao em không ngủ? Mỹ Ngọc, nói với anh hai đi, một câu cũng được mà. Em đang ôm cái gì vậy? Cho anh hai coi chứ nha. Mỹ Ngọc ngoan, cho anh hai coi chút nha. Anh hai phải làm sao với em đây? Mỹ Ngọc ơi, anh hai phải làm sao đây? Anh hai, sao anh hai lại để chị đẹp đi vậy? Sao anh hai lại ghét chị đẹp vậy? Em muốn chị đẹp tới chơi với em à. Thôi được rồi, bây giờ Mỹ Ngọc ngoan nha, nằm xuống ngủ. Rồi ngày mai anh hai sẽ tìm được chị đẹp về cho em nha, được chứ? Anh hai hứa nha. Ừ, anh hai hứa mà. Bây giờ ngủ nha. Cảm ơn anh hai. Ngoan.
ở đây nha. Ừ. Em à, qua đây. Vì nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, cho nên em phải giấu kín mối quan hệ với anh. Anh sẽ xóa hình ảnh của anh trong điện thoại của em. Anh xóa hết rồi sao? Chỉ là hình ảnh thôi mà. Anh đã cài cho em mấy cái app rồi. Khi nào cần thiết, anh sẽ hướng dẫn cho em sử dụng. Còn hình ảnh của tụi mình, sau khi xong nhiệm vụ, tụi mình sẽ cùng nhau đi mọi nơi, mọi danh lam thắng cảnh để chụp hình. Em chịu không? Em không chịu, em không chịu. Ôi. Trời ơi, anh xóa hết rồi. Anh có biết là mỗi khi nhớ anh, em đều lấy hình này ra coi không? Tiêu em rồi. Anh muốn hình ảnh của anh nằm trong tim của em nè. Không cần như hình ảnh ở trong điện thoại. Trong tim của em có anh là đủ rồi. Tuy có hơi buồn chút xíu, nhưng mà em hiểu rồi. Anh cần phải làm như vậy. Ngoan. À, số điện thoại của anh chắc em nhớ chứ? Đương nhiên. Anh cũng xóa số của anh trong điện thoại của em rồi. Khi nào cần thiết em hãy gọi cho anh. Vậy muốn gặp nhau mình phải làm sao? Anh đừng có nói suốt thời gian mà ở nhà đó em hoàn toàn không được liên lạc với anh, không được gặp anh nha. Ờ, tất nhiên là không rồi. Nhưng mà à, anh có cách rồi. Cách gì? Bây giờ anh sẽ lưu số điện thoại của anh trùng với tên của một người bạn gái của em. Tên gì ta? Mà em thích tên gì để lưu nè. Thương. Thương. Tên Thương có ý nghĩa với hai đứa mình mà. Được, Thương thì Thương. Từ nay nếu có chuyện cần thì phải nhắn tin cho nhau như hai người bạn gái, nghe chưa? Nhưng mà những lúc ở trong nhà của họ, em phải thật cẩn thận, phải đề cao cảnh giác, coi chừng họ phát hiện. Sao em thấy giống mấy phim hình sự quá. Hồi hộp thiệt chứ. Em không được xem nhẹ việc này. Đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng. À, trên các trang mạng xã hội của em có hình ảnh gì của anh không vậy? Anh cũng biết em đâu phải là người thích phô trương. À, chỉ có tấm hình chụp hai bàn tay anh và em nắm tay nhau vậy thôi. Nè, em làm avatar đó. Hả? Anh, sao anh lại xóa luôn? Nè, anh biết làm như vậy là thiệt thòi cho em. Em sẽ buồn, nhưng em cố gắng vì tương lai của tụi mình, của những người lương thiện. Em phải cố chịu đựng một chút nghe. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Khi việc này kết thúc, anh sẽ bù đắp cho em. Đau. Tôi thật sự ganh tị với cái hạnh phúc của các người. Nhưng cái hạnh phúc giả tạo thì sớm muộn gì cũng tan thành mây khói.
chị. Hai người có nhìn thấy Đăng Duy không? Có nhìn thấy Mỹ Ngọc không? Hai anh em nó thật đáng thương. Dù tuổi của tụi nó bây giờ không còn nhỏ nữa, nhưng cũng thật đáng thương, phải không? Đúng không? Cô đứng lại đó, chờ một chút. Mợ chủ ơi, cô Thanh Vân cổ tới rồi nè. Làm gì ngó ngang ngó dọc vậy? Dạ. Dạ mợ chủ. Thanh Vân tới rồi hả con? Dạ thưa bác, con mới tới. Ừ. Chị Tư. Dạ. Chị dắt Thanh Vân lên phòng của nó luôn đi. Dạ. Bác sẽ sắp xếp cho con ở phòng ngay cạnh phòng của Miếng Ngọc để tiện qua lại. Dạ con cảm ơn bác. Chị Tư sẽ đưa con lên phòng. Có cần thêm gì thì con cứ nói với chị Tư. Dạ. Bây giờ con lên sắp xếp đồ đạc rồi qua làm quen với Miếng Ngọc nha con. Dạ. Ủa, rồi đi đâu con cũng ôm theo vậy đó hả? Dạ, đây là bạn cùng phòng với con á bác. Nhìn nó hơi xấu xấu vậy thôi, chứ mà tâm hồn nó tốt đẹp lắm. Thôi thôi, theo tôi đi, nhiều chuyện quá. Dạ. Bác coi, con vẽ nó nè. À, dễ thương á. Em chọn như vậy, chị thấy có vừa lòng không? Vô đây. Nè, bắt đầu từ bây giờ, nơi đây là phòng của cô, nhớ chưa? Dạ. Còn ra trải giường, mền gối là ở trong tủ. Nè cô, cô có biết trải ra trải giường ở trên cái giường nệm này không? Dạ con biết mà. Vậy thì tốt. Giờ cô có cần thêm cái gì nữa không? Nói luôn lần luôn đi. Dạ không, không cần đâu. Con thấy phòng rộng, sạch sẽ mà đầy đủ vậy, với con vậy là tốt lắm rồi. Con không cần gì nữa hết. Vậy thì được rồi. Tôi qua phòng Mỹ Ngọc, cô lo cất đồ đạc vô tủ đi. Phòng Mỹ Ngọc kế bên cạnh phòng cô đó. Nhớ chưa? Dạ. Bắt đầu nhiệm vụ mới. Cố lên, dịch mập xấu xí. Trời đất ơi,
chị. Em xin chị vô đây ngồi. Chị ngồi xuống giùm em cái. Ngồi đi. Uống trà ngắm hoa. Còn cái sân để em quét. Quét cái sân thôi có nặng nhọc gì đâu nè. Dì cũng phải để cho tôi làm chút đỉnh. Chứ ngồi không sao tôi chịu nổi. Trước khi đi á là con Thanh Vân nó căn dặn em rồi. Không có được cho chị làm gì hết trơn á. Muốn làm gì á phải đợi 1-2 tháng nữa. Khi nào mà sức khỏe của chị hồi phục được rồi á, chị mới được làm. Chị đừng có cãi lời con gái. Rủi xảy ra chuyện gì á, khổ thân chị rồi khổ thân nó. Nghe chị. Quét có cái sân thôi mà dì nói nghe nghiêm trọng ghê. Thì đề phòng trước vẫn hơn mà. Mà phải công nhận á, số chị may mắn thiệt luôn á. Nếu mà không gặp được chàng rể Hiếu Thảo á, em không biết bệnh của chị tính sao luôn á. Cậu Kim vẫn chưa chính thức là con rể của tôi mà chị. Thì cũng chỉ nay mai thôi. Mà em thấy á, chị thiệt là có phước luôn á. Thằng rể á, vừa đẹp trai nè, vừa khá giả nè. Mà chị, em nghe nói làm gì lớn lắm ở trên Sài Gòn phải không chị? Em nghe Thanh Vân nói mà em quên rồi. Cậu ấy là giám đốc của một công ty lớn lắm. À, quên nữa, hôm nay là ngày đầu tiên Thanh Vân nó vô làm công ty của cậu Kim á. Vậy thì tốt quá trời rồi. Mà em để ý á chị, em thấy á là cậu ấy thương Thanh Vân lắm á chị. Mà không phải là kiểu con nhà giàu ban bố đâu, là thương thiệt á. Tôi cũng thấy mẹ con tôi may mắn lắm. Ngày đêm tôi cảm ơn trời Phật đã đưa cậu ấy đến với Thanh Vân. Nhìn cách đối xử của cậu ấy đối với Thanh Vân, tôi mừng lắm gì à. Thì đó, chưa cưới hỏi gì hết mà bỏ ra một số tiền lớn chữa bệnh cho chị. Rồi hả, khi chị ra viện á, kiếm cái nhà thiệt là to vậy nè, để cho chị ở, cho chị thoải mái. Rồi khi chị đòi về quê nè, qua nhờ em, chạy qua đây chăm sóc cho chị. Chàng rể như vậy là quý lắm đó chị. Số 1 đó, khó kiếm được người thứ 2 lắm á. Mà em cũng được hưởng phước ké chỉ với Thanh Vân chứ bộ. Cái gì mà hưởng ké chứ? Còn gì nữa. Trước kia hả, em làm á, dầm xương giải nắng. Mà cứ mỗi lần đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ thì chạy sức bớt sang bang luôn. Giờ em khỏe rồi. Mỗi tháng em có mấy triệu bạc bỏ túi. Thiệt có nằm mơ em cũng dám mơ vậy luôn đó chị. Thiệt là em mang ơn mẹ con chị dữ lắm. Mà mang ơn cậu Kim nữa đó. Nè, thì dì cũng bỏ ra công sức, chứ tụi nó đâu có cho không gì đâu. Trời ơi, có chạy qua chạy lại, nấu cho chị miếng cơm, quét cho chị cái sân, quét cái nhà, đáng gì đâu. Mà con rể tương lai của chị á, thiệt á, là người rộng rãi nè. Mà tốt bụng nữa đó. Sau này mẹ con chị á, là khỏi phải lo gì luôn rồi. Tôi chỉ mong hai đứa nó yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau cả đời là tôi mừng rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Em cũng ước sau này con gái em nghe cũng như chị Thanh Vân của nó. Cứ sống hiền lành hiếu thuận, thế nào ông trời cũng thương à. Dạ. Thì em luôn dạy con em vậy đó chị. Chị ngồi chị uống nước đi nghe. Để em quét sân nghe. Hôm nay em đã tìm được người về đây bầu bạn với Mỹ Ngọc rồi đó. Chắc Mỹ Ngọc nó sẽ vui lắm. Anh,
chị. Hai người không cần phải lo gì nữa đâu. Chủ tịch, anh có muốn uống cà phê không? Em đi lấy cho anh nha. Cảm ơn cô, tôi uống rồi. Bài phát biểu trong hội nghị chiều nay, anh đã coi qua chưa? Có cần em bổ sung thêm gì không? Tôi xem qua rồi, cô làm rất là tốt. Cảm ơn cô nha. Dạ. Vậy kế hoạch mở rộng kinh doanh qua lĩnh vực ẩm thực, anh dự định khi nào đưa ra bàn bạc với ban giám đốc vậy? Sẽ sớm thôi. Ban lãnh đạo phải thống nhất phương hướng, chiến lược và kế hoạch kinh doanh trước kỳ đại hội cổ đông sắp tới. Mọi tài liệu cần thiết cô chuẩn bị giúp tôi nha. Dạ. À, nhắc tới ẩm thực, em chợt nhớ có một nhà hàng mới mở gần công ty nè. Nhà hàng nhỏ thôi nhưng mà lại có những món ăn rất là đặc biệt. Nhà hàng thiết kế cũng vô cùng độc đáo, ấn tượng. Sẵn đây, em mời anh tới đó. Rồi, tụi mình... Tôi có việc cần phải về nhà rồi. Cô tranh thủ tổng hợp báo cáo. Chiều nay tôi sẽ coi qua nha. Dạ, đầu giờ chiều em sẽ trình lên cho anh. Cảm ơn cô. À, anh định đi ăn hả? Kế hoạch kinh doanh lần này khá là mạo hiểm, vì nó không thuộc chuyên môn kinh doanh của mình. Mình phải làm từng bước. Nếu gãy đổ, nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy đó. Cô hãy quản lý hồ sơ này thật tốt, đừng để lộ ra. Nếu không, công ty mình mang họa đó. Dạ. Vậy không mà. Nhưng mà không sao. Như anh Tuấn Kiệt đã nói, mình phải nên cho ảnh một chút thời gian chứ. Mỹ Ngọc, em không nhận ra chị hả? Mỹ Ngọc ơi, em không nhận ra chị sao? Hôm trước em còn mời chị tới nhà chơi đó. Bữa nay chị tới, sao em lơ chị vậy? Mỹ Ngọc, hay chị dẫn em ra sân chơi nha. Ngoài sân em coi kìa, nắng đẹp lắm kìa. Hồi nãy chị thấy ở ngoài đó có nhiều hoa đẹp nữa. Chị sẽ hái hoa tặng em chịu không? Hoa thơm lắm luôn á. Mỹ Ngọc, em làm ơn nói chuyện với chị đi mà. Hey. Em mà không chịu nói chuyện với chị là chị buồn lắm á. Chị buồn chị sẽ giận. Chị giận chị sẽ bỏ đi về. Từ nay chị không thèm tới chơi với em nữa đâu. Mình quê độ quá mà. Mỹ Ngọc không có thèm nói chuyện với mình gì hết. Mình ở đây làm gì không biết nữa. Thôi, mình đi về. Em không chịu nói chuyện với chị mà kéo chị lại làm gì? Chị tủi thân lắm mà. Em để chị đi về đi. Chị đừng có về.
Em muốn chị ở lại chơi với em. Ai biểu lâu quá chị mới tới chơi với em chứ. Em chịu nói chuyện với chị rồi nha. Bé này. Chị cảm ơn em. Sệ hai cái má của em rồi nè. Chị đừng có về nha, ở lại chơi với em luôn nha. Được, chị hứa sẽ không về, ở lại chơi với em luôn. Nè, dạ. Nếu em ngoan, chị sẽ ở lại chơi với em hoài hoài luôn. Dạ, Mỹ Ngọc ngoan mà. Hay bây giờ chị em mình xuống sân chơi nha. Vậy thì xuống bếp. Xuống bếp đi. Em thích ăn gì, chị sẽ nấu cho em ăn. Trời ơi, chị nấu đồ ăn ngon lắm á nha. Siêu ngon, siêu to, siêu khổng lồ, siêu đặc biệt luôn. Cái gì em cũng không chịu, chơi cũng không chịu, ăn cũng không chịu. Vậy em chịu cái gì? À, hay để chị dạy em hát nha. Hồi đó giờ có ai dạy em hát không? Có, mẹ dạy cho em hát. Vậy hả? Vậy bây giờ em hát cho chị nghe thử trước một bài đi nè. Hát làm quen. Em không nhớ, mẹ em về trời lâu rồi. Em cũng không nhớ bài hát đó luôn. Ôi trời, em nói gì vậy? Mẹ đang ở dưới nhà mà. Nè, nói về trời như vậy là không có nên nha. Là mẹ Thùy Dương của em kìa. Mẹ Thùy Dương đi về trời rồi. Mẹ em nè, đây nè. Cậu phải vận động các nhà thầu phụ của Phát Đạt lôi kéo về phía mình, tạo khó khăn cho họ. Cháu đã nắm được một số ưu điểm của các nhà thầu phụ. Cháu sẽ đánh vào họ, buộc họ phải làm theo sự điều khiển của mình mà gây khó dễ cho Phát Đạt. Tốt lắm. Chúng ta nhất định phải thắng trận này. Tôi không cam tâm để thằng quắc con đó giành được gói thầu này. Dạ, cháu rất có niềm tin sẽ giành chiến thắng. Tôi cũng rất tin vào cậu. Nên nhớ, phải thắng trận này. Không chỉ vì cái vị trí phó chủ tịch của cậu, mà còn rất nhiều quyền lợi khác sẽ thuộc về cậu đó. Dạ, cảm ơn chú đã đặt niềm tin ở nơi cháu. Cháu có cuộc hẹn. Xin phép chú. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Nè, làm thật tốt vào. Dạ. Bàn tay là phương tiện, mặt trời là cứu cánh. Muốn đạt được cứu cánh thì phải thông qua phương tiện. Khi phương tiện là mặt tối tăm thì dễ chạm đến cứu cánh nhất. Em biết bài Ba Ngọn Nến Lung Linh không? Em không nhớ. Vậy thì bây giờ chị sẽ hát lại coi em nhớ không nha. Dạ. Hát theo chị nha, vỗ tay theo chị luôn nha. Dạ. 2, 3. Ba là cây nến vàng. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh. A a a a a. Đâu có đau đâu mà a a a a vậy chị. Chị hát sai rồi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Thắp sáng một gia đình. Ủa, không đúng, không đúng. Sao vậy? Còn anh hai của em nữa. Anh hai của em là cây nến màu gì chị? Không, nhưng mà trong bài hát này chỉ có ba thôi hả? Chỉ có ba cây nến thôi hả? Vậy cho anh hai em làm cái đèn cầy đi. Được không, được không? Trời ơi, khôn quá đi à. Được, vậy
Để chị cho anh hai em làm cây đàn cầy màu đỏ nha. Ủa nhưng mà sao màu đỏ? Tại vì chị thấy á, mấy người hay quạo quọ cao có, cái mặt người ta hay đỏ bừng lên lắm, cho nên cây đàn cầy màu đỏ là hợp với anh hai em luôn á. Nhưng mà không phải đâu, anh hai em không có vậy. Vậy giờ em chịu không? Em mà không chịu là chị không thèm hát nữa luôn á. Em chịu, hát tiếp. Màu đỏ thì màu đỏ. Rồi, bây giờ thì hát theo chị nha. Dạ. Ba là cây nên vàng. Ba là cây nên vàng. Mẹ là cây nên xanh. Mẹ là cây nên xanh. Con là cây nên hồng. La 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 la. Thắp sáng một gia đình. Thổi nến đi con. Cố lên con. Con giỏi quá, giỏi lắm. Mẹ là cây nến xanh. Mẹ là cây nến xanh. Anh cây đen cây đỏ. Anh cây đen cây đỏ. Em là cây nến hồng. Em là cây đen cây hồng. Hả? Tại vì em với anh hai giống nhau. Anh hai là cây đen cây. Con xuống đây với mẹ. Trời em khôn quá, đây là khôn à. Rồi, bốn ngọn nến lung linh. Bốn ngọn nến lung linh. Cháy dữ dội luôn. Thấy Mỹ Ngọc chịu mở miệng nói chuyện, mẹ mừng hết sức luôn. Đã vậy nó còn ca hát nữa chứ. Từ ngày Khánh Băng nó... Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Lâu rồi mới nghe lại tiếng hát của Mỹ Ngọc, mẹ mừng lắm. Bác sĩ nói quả không sai, chỉ cần có người chuyện trò bầu bạn là tinh thần Mỹ Ngọc nó sẽ tốt lên. Cảm ơn mẹ, mẹ luôn chu toàn mọi việc cho anh em con. Còn sao vậy? Mẹ thấy con có vẻ không hài lòng về con bé Thanh Vân hả? Nó vừa mới tới là Mỹ Ngọc nhà mình thay đổi liền, con không thấy sao? Con thấy, con cũng rất mừng vì điều đó. Nhưng mà mẹ à, con vẫn cứ lấn cấn một điều, không biết cô ta có ý đồ gì khi vào nhà mình hay không. Con đa nghi quá rồi. Một con bé mới ra đời còn khờ khạo như vậy thì ý đồ gì chứ? Mà nếu như có thì chẳng lẽ nó có ý đồ là ăn cắp hay là bắt cóc? Con không biết, chỉ biết là con thấy không an tâm thôi. Hay là như vậy đi, con bé Thanh Vân có đầy đủ giấy tờ, còn cứ cho người điều tra thì sẽ rõ. Mà thôi, mẹ hứa với con, mẹ sẽ nhắc nhở dì Tư để mắt tới con bé đó, không để nó làm gì tổn hại tới Mỹ Ngọc, được chưa? Mẹ, con nhờ mẹ và dì Tư để mắt tới cô ta giúp con. Ừ. Nhưng con vẫn luôn hy vọng là do con lo xa. Chứ còn gì nữa, con lo xa quá rồi đó. Thôi, con vô công ty nha mẹ. Ừ, con đi đi, đừng có lo gì hết. Ở nhà đã có mẹ với dì Tư rồi. Dạ, con đi. Cái thằng, lo cái gì mà lo chứ. Đã có mẹ ở đây rồi, mọi chuyện mẹ sẽ sắp xếp cho con. Cậu sao vậy? Có chuyện gì mà chạy lảo đảo nguy hiểm quá vậy?
Bọn có chuyện gì hả? Tôi đang lo lắng về cô gái mà tôi mới thuê về để chăm sóc cho Mỹ Ngọc. Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường mà. Sao ông nghĩ ngợi dữ vậy? Cô ta tạo cho tôi nhiều cảm giác lạ lắm, làm cho tôi thấy không thoải mái. Nhưng mà cô gái đó còn hơn cả thần dược nữa. Vừa vào nhà tôi chưa được bao lâu thì Mỹ Ngọc đã thay đổi hẳn rồi. Ông nghĩ cô ta có ý đồ gì? Mẹ tôi cũng hỏi câu hỏi giống như ông vậy. Tôi thực sự không biết, chỉ là cảm giác không yên tâm thôi. Tôi nghĩ là do tâm lý của ông thôi. Sau khi xảy ra chuyện của Khánh Băng, ông nghĩ ai cũng là tội đồ hết. Vậy ông biểu tôi phải làm sao khi mà kẻ hại Khánh Băng vẫn còn ở trong bóng tối chứ? Tôi không kêu ông lơ là cảnh giác. Tôi chỉ khuyên ông thả lỏng cơ thể ra một chút. Ông càng căng thẳng, ông lại càng không nhìn thấu ra vấn đề. Về phía Thiên Kim, ông thấy sao? Thiên Kim có động cơ sát hại Khánh Băng vì ghen ghét. Nhưng thời gian qua tôi cố tình tiếp cận, khơi gợi nhiều vấn đề. Nhưng Thiên Kim hoàn toàn không có dấu hiệu phạm tội nào. Điều đáng lưu ý là theo như ông nói, Khánh Băng bị sát hại bởi vì cô biết được manh mối cái chết của bác trai. Tức có nghĩa là người sát hại Khánh Băng cũng có nghĩa là người sát hại bác trai. Cho nên tôi nghĩ kẻ thủ ác là một trong những đối thủ cạnh tranh với công việc làm ăn của gia đình ông, chứ không phải vì chuyện tình cảm. Nè, Đăng Duy à, ông cứ việc thoải mái đi. Bây giờ anh em mình ghé ra quán nước ngoài kia ngồi nói chuyện. Nói chuyện xong rồi đi tiếp. Ok. Làm con hết hồn hết vía hả? Hết hồn cái gì? Gì? Cô làm cái gì mờ ám hay sao mà hết hồn hả? Trời ơi, con đang đứng một mình ở đây, tự nhiên có người lên tiếng, con không giật mình mới lạ đó gì. Ôi, mai mà tim con khỏe, chứ nếu là mẹ con hả, là xỉu liền nãy giờ rồi đó gì. Xỉu xỉu cái gì? Cô trả lời cho tôi biết đi. Đêm hôm khuya khoắt cô không ngủ mà xuống đây để làm cái gì hả? Trời ơi dì ơi, tại nhà lão con không có ngủ được. Với lại giờ này cũng chưa có khuya lắm mà dì. Dì biết không, lần đầu tiên á, con được ở trong một ngôi nhà lớn như vậy, đẹp như vậy. Cái gì con cũng thấy đẹp hết trơn, cái gì con cũng muốn sờ hết. Nhìn cái đó đó dì, cái này nữa nè, rồi cái này nữa. Cái gì con cũng muốn đụng hết, nhưng mà con đâu có dám đụng đâu. Tôi nói cho cô nghe, nhà này đồ đạc ngăn nắp lắm. Dạ. Tốt hơn hết, nếu không có cái gì cần thiết thì cô không được đụng bất cứ cái vật dụng gì trong nhà, cô hiểu không? Dạ. Vậy là ở đây còn thiếu một thứ. Thiếu gì? Thiếu một cái tấm bảng ghi dòng chữ là cấm sờ vào hiện vật, giống như ở viện bảo tàng vậy đó. Nhiều chuyện, cô đi ngủ đi. Dạ. Ủa, mà còn dì Tư, sao dì Tư chưa chịu đi ngủ? Dì lớn tuổi rồi, không có được thức khuya, không có tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, tôi theo dõi cô đó. Ồ, Đăng Duy chưa có về, tôi còn chờ cửa nó, tôi chưa có ngủ được. Dì Tư chọc con không mà. Tại dì Tư đợi anh Đăng Duy chứ đâu phải là dì con đâu. Ủa, nhưng mà sao kỳ vậy? Anh lớn chồng ngồng như vậy rồi mà bắt dì Tư phải chờ cửa anh nữa hả?
Đáng lẽ ra phải thiết kế cửa nẻo sao để tự bấm vô nhà được chứ. Ai lại bắt người lớn tuổi như vậy chờ cửa mình? Sao cô nói nhiều quá vậy? Không có ai bắt tôi hết. Đăng Duy có thể tự vô nhà được. Ủa vậy hả? Nhưng người trong nhà chưa về đầy đủ thì tôi không có ngủ được, tôi không có yên tâm đi ngủ. Thiệt luôn á, vì tư y chang như mẹ con luôn á. Còn ở dưới này thì thôi, cứ mỗi lần con về quê á hả, tối con qua nhà bạn chơi, con về trễ cỡ nào mẹ cũng cứ chờ cửa hết á. Có nói cỡ nào mẹ con cũng cứ chờ á. Trời ơi, dì Tư giống mẹ con quá à. Thôi 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 thôi, cô đi ngủ đi. Dạ. Ngày mai sẽ vất vả lắm đó. Ủa, ngày mai có đám tiệc gì hả dì? Mai rồi sẽ biết, đi ngủ đi. Dạ. Vậy thôi con lên ngủ trước. Dì Tư cũng lên ngủ đi nha dì Tư. Ừ. Dì Tư ngủ ngon nha dì Tư. Ừ. Vậy con lên nha dì Tư. Đi ngủ đi. Dạ. Dạ. Có thật là cổ chỉ tò mò hay là dòm ngó để mà muốn ăn trộm ăn cắp cái gì đây? Sao lần nào trong nhà có thêm một người mới mình cũng thấy sao mà nó không yên tâm chút nào hết? Đúng như những gì đã nêu rõ trong mẫu tin tuyển dụng, nhiệm vụ của con trong cái nhà này là chăm sóc và chơi đùa với Mỹ Ngọc. Dạ. Ngoài ra con không cần phải làm gì hết. Mọi chuyện vẫn do dì Tư quán xuyến như từ trước tới giờ. Có gì cần thì con cứ nói với bác hoặc là dì Tư cũng được. Dạ. Con bé mới tới còn bỡ ngỡ lắm. Có gì á thì chị chỉ bảo thêm cho nó nha chị. Dạ, tôi biết rồi mợ. Đăng Duy, con có gì muốn dặn dò thêm không? Nhà này có những nguyên tắc mà ai sống ở đây bắt buộc cũng phải thực hiện. Cô cũng không ngoại lệ. Nguyên tắc gì? Dì Tư sẽ nói rõ cho cô biết sao. Tôi chỉ muốn nói tới hai điều cơ bản với cô thôi. Thứ nhất, tuyệt đối không được tự ý vào phòng riêng của tôi và ngôi nhà phía sau giường khi chưa được tôi cho phép. Bộ chứa Hàn Quốc cấm trong đó hay sao mà ghê vậy? Cô có nghe không? Vậy điều thứ hai là gì? Anh nói luôn đi. Điều thứ hai, cô tuyệt đối không được đưa Mỹ Ngọc ra khỏi nhà khi chưa được phép. À, anh sợ tôi bắt cóc em gái anh hả? Bác ơi, bác coi hồi đó giờ ai cũng khen con có gương mặt dễ thương thánh thiện hết á. Vậy mà tại sao hết ảnh rồi tới giờ Tư nữa, ai cũng coi con giống như là kẻ gian hết. Bộ tôi giống người đi bắt cóc lắm hả? Cô đừng có nhiều lời nữa. Đây là quy định, cô có làm được không? Có gì đâu mà khó. Không ra ngoài thì không ra ngoài thôi. Sân này cũng bự mà, chơi trong sân cũng được. Cô đi làm nha mẹ. Ừ. Ủa Đăng Duy, con không ăn sáng hả? Dạ không. Con à, con đừng có để ý tới thái độ của Đăng Duy. Tánh của nó vậy đó, chứ không có gì đâu. Dạ. Thôi, con lên coi Mỹ Ngọc nó thức dậy chưa, rồi đưa nó xuống đây ăn sáng. Dạ bác. Dì Tư. Ừ. Chị thấy con bé Thanh Dần sao hả chị Tư? Thì tôi thấy con nhỏ mặt mũi cũng xinh đẹp, tính tình thì cũng vui vẻ. Nhưng mà nó... Chị lại nữa rồi. Mười mấy năm trước chị nghi tôi vào nhà này là có ý đồ. Bây giờ mười mấy năm sau, chị lại đem cái nghi ngờ đó đặt lên người của Thanh Dân sao? Tôi... Chị có họ hàng với Tào Tháo đó. Tôi thiệt lòng á, là tôi cũng không muốn nghĩ xấu cho ai hết đó. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ... Tôi hiểu. Đó là vì chị quá hết lòng với cái gia đình này. Ừ. Tâm lý của chị là luôn muốn bảo vệ gia đình này, đúng không? Dạ dạ dạ, đúng đó mợ. Mợ nói đúng đó. Tôi coi cái nhà này còn quan trọng hơn cái nhà của tôi nữa. Bởi vậy, từ ông bà nội của Đăng Duy cho tới anh em nó đều một lòng yêu thương chị. Dạ. À thôi, chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Dạ, tôi biết rồi mợ. Dạ.
trong 3 tháng kinh doanh của quý vừa rồi đạt doanh thu 5.788 tỷ đồng, suy giảm 30% so với cùng kỳ do giá vốn bán hàng ở mức cao. Lợi nhuận gộp của công ty thu về chỉ có 184 tỷ đồng, suy giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tình hình chung của thị trường bất động sản và xây dựng hiện nay, lợi nhuận của chúng ta vẫn đứng ở thứ hạng cao so với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực đó. Cô có thể nói lại lẹ một chút dùng được không? Bớt điều dùm tôi một cái. Đó là phong cách của em mà. Nói tiếp đi. Xong rồi đó. Cô sắp xếp cuộc họp để tôi gặp giám đốc chiến lược, giám đốc kế hoạch và giám đốc marketing nội trong tuần này. Dạ, chủ tịch. Hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không? Dạ không. 9 giờ sáng mai mới có cuộc hẹn với lại phía ngân hàng thôi. Anh Duy, anh cho em gửi cái này cho Mỹ Ngọc nha. Lúc trước Mỹ Ngọc nói là rất thích loại kẹp tóc như vậy đó. Cảm ơn cô. Chủ tịch à, em xin lỗi anh nha. Lần trước em hơi quá đáng. Em cứ nghĩ là làm như vậy là tốt cho anh thôi. Không ngờ mình đã đi quá giới hạn. Em thành thật xin lỗi. Cô biết như vậy là được rồi. Em muốn xin anh một điều. Cô nói đi. Thỉnh thoảng anh cho phép em tới nhà chơi với Mỹ Ngọc nha. Được không anh? Được. Chỉ cần cô nhớ những gì tôi đã nhắc nhở. Em sẽ nhớ mà. Cảm ơn anh nha. Nó rồi. Mỹ Ngọc ăn giỏi quá à. Ăn hết luôn. Vậy em muốn nước đi nè. Dạ. Cảm ơn chị đẹp. Uống vậy không có ngon đâu. Em uống vô đi, chị chỉ cho. Uống nữa hả? Ngậm lại nha, không nuốt vô. Vui không vui không? Rồi nuốt đi, nuốt được rồi. Rồi. Chị đẹp ớ dơ quá à. Thôi, em muốn đi lên phòng. Em lên phòng đi, chị dọn xong rồi chị lên chơi với em. Dạ. Chị nhớ là lên liền với em luôn nha. Biết rồi. Nhanh lên, Mỹ Ngọc lên phòng trước đây. Nè. Dạ. Cô đứng lại đó. Cô nhìn nè. Cái ghế cô mới vừa ngồi xong, nó có khác gì mấy cái ghế bên cạnh không? Dạ. Cô nhìn đi. Ủa, có khác gì đâu gì? Thanh Vân. Dạ. Nếu cô là khách, cô chỉ tới đây rồi đi về thì tôi không có nhắc nhở cô mấy cái chuyện này đâu. Nhưng bây giờ cô đã là thành viên của cái gia đình này rồi thì tôi phải nhắc nhở cô mấy cái chuyện này để cô biết cô làm theo với người ta cho mà đúng. Chuyện gì vậy gì? Nè, cô nhìn đi. Cô nhìn cái ghế của Mỹ Ngọc nè. Rồi cái ghế cô vừa ngồi, cô nhìn coi nó có khác cái gì không? Có khác gì đâu ta. Cái ghế của Mỹ Ngọc cô nhìn, mấy cái chân ghế nè cô thấy không? Mỹ Ngọc đẩy thẳng vô nó ngay cái vạch của cái đường gạch. Còn cái ghế của cô thì sao? Ủa, kỳ lạ thiệt. Hồi nãy con nhớ Mỹ Ngọc chỉ tiện tay đẩy cái ghế vô thôi. Ôi trời ơi, chắc là trùng hợp thôi phải không Di Tư? Cái sự ngăn nắp đã có sẵn trong máu của anh em Mỹ Ngọc rồi, cô không cần phải so sánh. Đúng chứ gì Tư? Ừ, được rồi.
dễ ẹt mà gì. Phải đúng để làm chi vậy trời. Mền gối ra giường nệm á, mình phải thật là phẳng phiu, thẳng hàng, thẳng lối, không có được sai một ly một tí nào hết trơn á. Phải thiệt là thẳng gốc như vậy nè. Đó, nghe chưa, thấy chưa? Nè, dạ. Tôi nói nãy giờ cô có nghe không? Dạ con nghe chứ gì. Nghe sao cứ mặt cứ quay nhìn ở đâu vậy? Tập trung nè. Dạ. Còn cái gối nữa, lúc nào cái gối này cũng phải để ngay chính giữa giường. Đó, phải để cho nó thẳng, canh thẳng hai bên đây nè, ngay đúng hàng xuống dưới đây. Mà cái gối lúc nào cũng phải để chết xuống, ngã xuống 45 độ. Không có được dựng đứng như vậy, nó sẽ ụp xuống. Biết chưa? Biết chưa? Dạ. Mà nè, cô có biết 45 độ là sao không, là cái gì không? Dạ, 45 độ là một nửa của góc vuông 90 độ. Con có học toán mà gì. Ừ. Còn tất cả đồ đạc trong nhà này nè, dù là đồ chơi của Mỹ Ngọc cũng vậy nữa. Cô mà lấy bất cứ thứ gì để xài việc gì rồi thì cô phải trả lại ngay y như vị trí cũ của nó. Không có được sai lệch, dù chỉ một ly nhỏ xíu thôi. Nhớ không? Nhớ không mà sao ngơ ngơ vậy? Dạ. Ừ. Giờ thì là tôi đi chợ, cô ở nhà chơi với Mỹ Ngọc. Mà nếu có cái gì cần mà tôi nhắc cô nè, phải thiệt là cần thiết thì mới hỏi mợ chủ. Biết chưa? Dạ. Nếu không thì đừng có làm phiền. Trong nhà này á, không có ai thích làm phiền hết trơn á. Biết không? Dạ. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, dì Tư đi chợ nha con. Dạ. Dì Tư đi chợ cẩn thận nha. Nhưng mà nhớ là phải lấy cái nón đội lên trên đầu nè. Chứ không á, ông mặt trời ông chiếu vô làm cái tóc của mình cháy hơn bây giờ. Đúng luôn rồi, á. Đúng rồi, dì Tư nhớ rồi. Con ở nhà con vẻ đẹp, lát nữa dì Tư về dì Tư coi dì Tư khen ha. Dạ cảm ơn dì Tư. Tôi đi đó nghe. Dạ. Cái gì mà phải ngay ngắn đúng vị trí chứ, giờ cũng không sai tọa độ nữa. Chắc tôi chết mất. Chị đẹp, chị bị cái gì vậy? Đâu có, chị đang thực hành lời của dì Tư đó chứ. Nè, không được nhăn nè, phải thẳng nè. À, chị đẹp ơi. Chị đẹp, em hỏi cái này nha. Nãy dì Tư nói cái gì 45 độ á, là gì vậy? Đây, chị sẽ giải thích cho em. Giả tỉ như vậy đi, chị có hai cây bút màu nè. Đây, đây, khi mà cây bút màu của mình nó đứng thẳng như vậy thì nó sẽ tạo dưới mặt bàn một cái góc là 90 độ. Em thấy không? Mình có thể vẽ một cái hình vuông ở đây nè. Đó, thấy chưa? Giống cái nhà của em nè. Đúng rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kẻ thêm một cái đường thẳng như thế này. Nó sẽ tạo thành góc 45 độ. Nè nè, góc này là 45 độ. Góc bên này cũng là 45 độ, em thấy không? Nè nè, em nhìn giùm chị đi, nhìn giùm chị đi. Đó. Rồi, bây giờ bên này mình cũng sẽ vẽ được một cái góc như thế này. Bây giờ em đếm thử coi có bao nhiêu cái góc 45 độ ở đây. 1 2 3 4. Wow, thông minh quá, giỏi lắm luôn. Ê ê, nhưng mà nếu như mà mình muốn có thêm một cái số 5 nữa thì mình đi vậy nè. Thì bây giờ mình đi nè. Đi, mình đi. Đúng không, không phải, em nghiêng qua bên kia đi. Nghiêng qua bên kia đi. Nè, đó. Đi qua đây, đi qua đây. Mình đi qua bên em, 45 độ qua bên em. Bên em nè. Qua đây với chị, qua đây với chị. Bên em. Ý anh thế nào? Nếu như cậu mời tôi tới đây để đàm phán, tôi e là không thể hợp tác. Chào cậu. Khoan đã, tôi còn có cái này muốn cho anh xem. Cái gì? Thank you.
Những tấm hình này, những ai mà học di tính cơ bản đều có thể làm được hết. Anh có cần tôi gọi cô gái đó đến đối chất với vợ của anh không? Bất kỳ lúc nào. Cậu muốn gì? Anh là nhà cung ứng vật tư lớn, anh không cần lo gì hết. Công ty thành công luôn tạo mọi điều kiện cho anh mà. Anh có mất mát gì đâu, đúng không? Thôi được, cậu muốn thế nào thì là thế nấy. Rất vui được hợp tác với anh. Chào cậu. Miễn không? Dạ. Em có thích chơi cái gì không? Chỉ em chơi cho nó vui. Em không biết nữa. Thôi, mày không chơi đâu. Em mỏi chân lắm. Chơi vui lắm á. Mình vận động lên. Chơi trò chơi vận động với chị nha. Giang tay, giang chân giống như vậy nè. Nó mới giãn gân cốt được. Mới màu lớn giống như chị. Thôi, không chơi đâu. Bộ hồi nào tới giờ không ai chơi với em hết hả? Có chứ. Chị Khánh Băng chơi với em á. Chị Khánh Băng? Em có chị nữa hả? Chị em đi đâu không có ở đây sao? Anh hai nói á, là chị Khánh Băng lên trời với ba mẹ em rồi. Em nhớ chị Khánh Băng lắm. Thôi, chị xin lỗi nha. Đừng có buồn nữa. Để chuộc lỗi, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Em có chịu không? Kể chuyện hả? Thích quá, thích quá. Em thích nghe kể chuyện lắm đó. Kể cho em nghe nếu đi. Nếu như vậy thì chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện về cô bé hoàng khăn đỏ. Ủa chị, sao cô bé hoàng khăn màu đỏ mà không hoàng khăn màu xanh vậy? Tại vì cô bé không có thích hoàng khăn màu xanh. À vậy hả? Vậy chị kể cho em nghe đi. Rồi, vậy nha. Ngày xưa có một cô bé thích hoàng khăn màu đỏ, nên mọi người thường gọi cô bé là cô bé hoàng khăn đỏ. Hay quá. Một hôm, bà ngoại của cô bé hoàng khăn đỏ bị bệnh. Thế là mẹ của cô bé hoàng khăn đỏ mới nhờ cô bé hoàng khăn đỏ mang một giỏ trái cây sang nhà thăm bà ngoại. Dạ. Trước khi đi, mẹ cô bé có dặn cô bé là còn nhớ phải đi đường vòng quanh khu rừng, chứ không có được đi đường tắt băng ngang khu rừng, bởi vì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Em không có được đi vô rừng một mình đâu. Dạ. Vậy là cô bé vâng lời mẹ. Nhưng mà tại vì cô bé còn nhỏ mà, cô bé thích hái hoa nè, cô bé thích bắt bướm nè. Thế là một hồi cô bé đã đi băng ngang qua khu rừng, bỗng nhiên có một con chó sói từ xa nhảy ra. Thôi. Em có biết con chó sói là con gì không? Giống cái mặt em bây giờ đó. Xe taxi đổ hết rồi, sao không thấy chiếc nào hết. Em đi chơi với anh nha. Đi đâu mà đi? Anh là ai? Đi chơi với anh đi mà. Tôi muốn đi về. Buông tôi ra. Ngoan, anh đưa em về nhà. Buông ra. Anh biết nhà tôi ở đâu mà đưa. Anh biết mà. Để đưa em về nhà. Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Ngoan. Anh buông tôi ra. Tôi muốn về nhà. Đưa em về nhà nè. Đi. Buông tôi ra đi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Nha. Anh muốn đưa cô gái này đi đâu? Đi đâu là chuyện của tôi. Anh hỏi làm gì? Tôi muốn đi về điếc, nhà hả? Mà ừ rồi, rồi anh đưa em về nhà nè. Anh có nghe cô ta nói gì không? Cô ấy muốn về nhà kìa. Và anh muốn cái gì? Tôi muốn đưa cô ấy về nhà. Mắc cười quá. Ủa anh là ai mà xí vào chuyện của người khác? Tôi là ai à? Là anh trai của cô ta. Có đưa cô ấy về được không? Anh trai hả? Anh lấy về là bằng chứng. Cô ấy là em gái của anh. Cũng bằng chứng chứ gì. Ừ. Để tôi gọi cho công an.
con Ma sẽ chứng minh được mối quan hệ của tôi và cô gái này. Em à, em biết anh ta hả? Tôi không biết ai hết trơn á. Tôi về nhà đi. Anh có nghe cô ta nói gì không? Cô ta nói là cô ta không biết anh. Em, đợi anh chút nha. Nè, giờ anh muốn gì? Em hư lắm rồi, đi về. Buông tôi ra. Lên xe. Buông tôi ra đi. Thằng chó, coi chừng tao đó. Dì Tư làm gì đó để con phụ cho. Tối rồi, còn làm gì nữa đâu mà phụ chứ không. Mỹ Ngọc ngủ rồi hả? Dạ, nghe chưa hết câu chuyện là đã ngủ mất tiêu rồi. Tội nghiệp Mỹ Ngọc, nếu không gặp tai nạn hồi nhỏ thì giờ này Mỹ Ngọc đã thành thiếu nữ xinh đẹp, ăn học đàng hoàng rồi. Dạ, lần trước tình cờ gặp bác dẫn Mỹ Ngọc ra ngoài á, con cũng nghe bác nói là Mỹ Ngọc gặp tai nạn. Mà dì Tư, tai nạn gì vậy dì Tư? Bộ không chữa được hả dì Tư? Nếu chữa được thì bây giờ con bé đâu có đáng thương đến như vậy đâu. Tội nghiệp con nhỏ 20 tuổi đầu rồi mà không biết cái gì hết, cứ như là con nít vậy. Dì Tư, dì Tư chưa kể cho con biết Mỹ Ngọc gặp tai nạn gì mà trở nên như vậy hả dì? Té đập đầu vô đá. Trời đất, té đập đầu vô đá. Mà sao giờ này cô không đi ngủ đi? Tại con không có quen ngủ sớm. Mà bà chủ với cậu chủ chưa ai về hết hả gì? Chưa. Con ngưỡng mộ bà chủ nhà này ghê lắm á dì Tư. Thì tại bà chủ giàu có cỡ này mà sống đơn giản ghê luôn á. Ra đường không có đeo nữ trang, cũng không có son phấn gì hết. Cô để ý tới nữ trang của mợ chủ làm gì vậy hả? Trời đất ơi dì Tư, con đâu có quan tâm tới nữ trang. Còn chỉ tò mò khi mà thấy bác ấy đơn giản quá thôi mà. Dì Tư, dì lại muốn nói con vô nhà này là có ý đồ chứ gì? Tôi cứ mong là mọi việc không phải như là tôi nghĩ. Thì dì Tư nghĩ đúng quá rồi, sao mà trách gì được. Cô cũng đừng có trách tôi nha. Tôi bắt buộc là phải cảnh giác với tất cả mọi người bước chân vô nhà này thôi. Con không có trách dì Tư đâu. Nhưng mà con tin một ngày không xa, dì Tư sẽ nhận ra là con không có xấu như dì nghĩ. Nghe dì. Tôi cũng mong là như vậy. Về tới phòng của em rồi.
gian, đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay. Trong tim là bao yêu dấu ngày nào, bóng em dần phai theo những kỷ niệm. Đường đời chia muôn lối, khát khao chờ nhau, giờ nói câu biệt ly. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về, nụ cười bóng dáng vẫn vương hồn anh. Và em có biết em thích âm thanh của quả lắc này lắm, bởi vì nghe giống như nhịp đập con tim của mình vậy. Chứ không phải đây là món quà mà anh đã tặng em lúc em tốt nghiệp ngành vật lý sao? Thì cả hai, nhưng quả lắc thì sẽ có lúc đứng lại, còn con tim mình thì vẫn đập hoài. Chìm đắm trong mộng mơ, lạc lối trong môi cười thiết tha yêu đương.